Liên Quân Mobile, thắng bại tại kỹ năng. Đúng rồi. Ok. Cứ là chịu nổi. Trò chơi của anh Gấu thôi. Chơi được cái này. Từ từ nha, đợi anh hồi máu phát. Chơi này. Ê. Thằng lũ bố. Bố đó. Anh xuống. Chơi rồi. Rồi sao anh bảo phải ra luôn. Ok, đánh dính cái kia. Nghe áp lực vô hình quá. À, chưa gì đã bị áp lực vô hình rồi. Anh xuống đây. Đây em mang chặn quy ở bên trái đi. Chưa thằng Ha Te chưa hồi tách tẩy đâu. Sốc thẳng vào, sốc thẳng vào cái bụi ở đây này. Đấy, xuống đây. Đánh con đi. Nó lên đánh nhỉ. Nó mày nè, tao cũng tới. Chơi nha, chơi được nhá. Chơi được. Ali Monty này. 5 giây ulti, 3 giây ulti. Chơi được. Xuống lên này. Chơi được. Người đây Monty, từ lùi hết. Lùi một nhịp. Thôi mà lau con gì, lướt qua được em. Được. Đấm anh Gấu à. Ngon rồi, bên mình free. Ok. Hai cho tôi xoay cẩn thận. Ok, xuống đây boss đi. Em có chạy ra đi không sao đâu. Từ từ, đừng nhảy ra mèo ơi. Em phải gì em phát xong rồi, có gì quan bác. Ra đây, team đủ máu nhá, ra đây. Mà lông ăn tiểu. Anh vẫn còn thanh tẩy mà. Diễn thằng lưỡi bố á. Đã hồi rồi. Chỗ. Đuôi tí nhá. Ê, đánh anh rồi. Ok, thôi, có 2 chục con. Rồi, đánh luôn à. Ở đây, về. Đánh đâu mà. Thằng Lubu có ulti không? Em ulti. Đánh đâu mà, Lubu đánh ấy. Thằng Lubu tờ khỏe lắm rồi. Em xuống mất tóc biến. Về trang vào trong. À đây nó một máu. Cover cho thằng Kỳ Thiên. End luôn rồi đấy. Ha Te nha. Về nha, không được đâu á. Em hết máu rồi đó. Về đi. Làm sao được anh, em vừa mới dùng chiêu ở mid rồi. Làm sao đánh được. Phải lùi. Bạn đánh lỗi á. Ok. Hai chỗ mình lời rồi, lùi ngon rồi. Kỳ Thiên này đứng đây. Thì thằng nào la vào đấm. Này em xuống đây. Có thằng này chuẩn bị lava này, thằng AD nhá. Ê, nhá. Xuống đây luôn nè. AD ok, AD. Thằng lưu bố ulti em rồi nè. Xuống đây. AD nó. Nó giải nha, nó mất giải. Từ nha. Đoạn này. Lùi sao rồi. Tiếp tục. Từ từ, bình tĩnh thôi. Ồ, chết rồi kìa. Được mà. Tên em. Ok, end luôn rồi đấy, end luôn rồi đấy. Được, cẩn thận hai tay sấy tắt ra. Để anh tách cho, anh giữ chiều 2 cho. 10 giây ulti. Bắn trứng chai đi. Giết thằng Zephyr trước cũng được. Nhà đi. Đêm giờ dễ. Trận này anh em đánh đầu. Không, nhưng mà em bảo này, muốn thắng ấy, mình đánh phải làm cái gì đó được game luôn. Chứ mình đừng có kiểu mình nhường nó quá ấy, hiểu không? Kiểu như là mình để lát sau mình mới đánh thì mình bị thua mất nhiều thế rồi. Mình phải chủ động đánh cơ. Đẩy xong tên top đang nhảy ra, anh kiểm soát hết cái mạng bên dưới cạnh mid bên trái đấy là xong. Chả về làm cái game gì nhỉ? Thế nào chịu nổi? Nó có gì đâu, không được tin. Như vậy phải chơi chứ, không chơi chẳng chơi. Em nhả, hỏi câu buồn cười. Kasi, 1/3 cây máu. Đánh nước ba, sợ gì? Em ơi. Ở đây anh, Gấu ơi. Bên phải có người gây ra chứ. Ok. Đi. Mày ra. Dưới luôn. Gây ra chung có bùa à? À thằng lo, thằng ấy chuyển xích, thằng ấy chuyển xích kìa. Xuống dưới luôn. Đứng đây sợ gì? Bộ xanh nó có kìa. Được đấy. Đẩy lính xong vào được đấy. Đấy trụ ấy. Nè tôi này xem bắt cái tí chơi được này. 4 thằng mid. Chơi được nha ba. Em 23 giây ulti nha. Tỉa máu thằng này luôn, tỉa thôi. Lò băng xương. Hai tay mất thân tẩy. Em có chuyển xanh luôn. Lý đáp. Nice. Tôi ra trụ. Chầu lắm rồi anh, chầu lắm rồi. Ra chuyển sinh. Xe ra đi. Còn vào phát. Em có chuyển sinh này. Bình tĩnh. Lên đường kia đây. Hết rồi. Ai tôm ulti rồi. Rồi ra, lấy trụ từ từ thôi. Cái nào chịu. Ê, cả bot có cái trụ rồi. Kia ra mất rồi, thằng ai sắp hồi ulti rồi nhá. Ai tôm sắp hồi rồi đó. Kia ra mất cầu. Ai thằng Bray chết rồi. Được. Anh lấy trụ bot nè, Thắng rồi. Vì biết con ấy tơ gặp con sen này hơi tự sát. Mọi người
Em Brai khó chơi mà trận này. À, chơi được. Nhưng mà team team ấy quá, team không có đa. Mình đánh đi còn phải hỏi nhỉ. Phải giết. Đúng, phải giết này. Bọn tốc biến thất tung xong rồi ở đây vào thất tung phát lú luôn. Đúng luôn, đúng cái đầu luôn. Đúng rồi. Ok. Cứ là chịu nổi. À, pick Joker là hỏng đấy. Xin đi còn chờ gì nữa. Nhanh trí lấy con Android support. Gray vì em Gray mà anh yếu chết à? Không sao, trời ơi. Chết bao nhiêu anh mày để anh chết bao nhiêu lần cũng được, anh quan trọng gì đâu mà. À đó có thằng Gia Ta 4 nha. Đó về ghét đó, nó về ghét đấy. Gia Ta sắp 4 á, chuẩn bị chơi này. Meo rồi, về ghét. Đây em qua, qua, qua. Từ nha, có đi để anh đợi. Đang vô, đang vô nè, đang vô nè. Vào nè. Đây đây đây. Ơi, anh vào. Kéo rồi, kéo rồi. Anh đến rồi, anh 4 rồi này. Anh vào này. Kéo rồi, kéo rồi. Đang vô đây. Xuống rồi, xuống rồi, xuống rồi. Đánh được rồi. Solo á. Tao trong bụi kìa. Anh ấy vào đi em, vào đi. Cản cái đường cái gì vậy? Nice. Ô được rồi. À sao bắn nó này. Từ từ. Đứng luôn thằng này này. Thôi thằng này chết đi. Hai. Nice. Thêm bắt chuyển sinh nha. Chưa thấy ao nha. Xuống rồi, xuống. Nè 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 nè. Ô thôi em ơi. Ô, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Anh gấu ơi. Anh gắt tia xuống luôn này. Cái trò chơi, trò chơi. Cái trò chơi của anh gấu thôi. Ờ thôi thôi thôi. Trụ trụ. Ờ tên em bắn đi, em bắn đi. Anh trụ. Anh tin mày nhưng mà anh không còn cái gì để đi theo mày nữa. Tí nữa phải phải có cái động lực để đi theo chứ. Ok ok luôn, ok luôn. Tôi mày. Tôi phải chơi rồi. Mấy giây công ty, mấy giây công ty. 3 giây chơi được. 14 giây thôi con tùy. À được rồi. Vào trong đếp nhà này. À không tìm được luôn. Chơi luôn, chơi luôn. Anh mạnh lắm rồi. Quái vật đây. Thì vừa có ulti à. Để cho tôi lên phát. À tôi vọc quay gấu ơi. Lê vọc rồi lên nè. Yếu hết. Cái top lên à. Chuyển sinh à. Ui chán thế nhờ. Đánh thế còn không chết nữa. Chơi game may mắn. Game chịu rồi. Ui. Ui, áp lực thế. Ui. Sinh nhật kêu bi không trọn vẹn đâu. Sao? Làm lại. Còn lực về mà. Hôm nay mình đánh mình bị thụ động quá. Mình không triển khai được cái gì. Like ngay fanpage Cao Thủy Liên Quân và subscribe kênh Liên Quân Mobile Esports Garena để cập nhật những tin tức mới nhất và những trận đấu esports đỉnh cao